Một bộ phim chuyển thể từ câu chuyện có thật đôi khi sẽ được thêm thắt các tình huống kịch tính để khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Nếu như vậy thì cô gái mất tích Gone Girl lại là một trường hợp cá biệt, khi mà câu chuyện được cho là thực của nó mới chính là thứ khiến người ta phải rùng mình, nổi gai ốc, lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ tới. Cuối năm 2014, bộ phim Gone Girl, cô gái mất tích ra rạp. Bộ phim khiến khán giả bị cuốn theo các manh mối, được dẫn dắt và cài cắm một cách hoàn hảo, để rồi phải bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước âm mưu và thủ đoạn tàn độc của nhân vật Amy. Từ một người vợ tưởng đâu là kẻ đáng thương, là nạn nhân của một cuộc hôn nhân bi kịch, Amy lại hiện nguyên hình thành kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhân tâm khép chồng vào án tử hình. Nick, từ một người chồng ban đầu bị xem là vô tâm, vũ phu, dối trá và ngoại tình, sau cùng lại trở thành kẻ đáng thương, bị giam trong chính cuộc hôn nhân của mình. Biên kịch Gillian Flynn cho biết rằng chuyện phim quả thật có góp nhặt nhiều chi tiết đời thực. Tuy nhiên, câu chuyện về Nick và Amy không hề dựa trên cặp đôi nào ngoài đời, đặc biệt càng không phải là câu chuyện về nhà Peterson. Câu chuyện trong Gone Girl bắt đầu khi mà anh chồng Nick trở về nhà và phát hiện ra rằng cô vợ Amy của mình đã mất tích đúng vào kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Amy được mô tả là một nhân vật có sức ảnh hưởng. Cô là nhân vật chính trong Amazing Amy, một bộ sách nổi tiếng dành cho trẻ em của cha mẹ cô. Chính vì vậy, vụ mất tích của cô được báo chí đưa tin rầm rộ, kéo theo nhiều hoạt động tìm kiếm, cầu nguyện. Thám tử phụ trách vụ này, Rhonda Boni, đã tìm thấy bằng chứng được che giấu sơ sài của một cuộc ẩu đả đã xảy ra trong căn nhà. Mối nghi ngờ càng gia tăng xung quanh Nick bởi sự thờ ơ của anh ta đối với sự biến mất của vợ và những vết máu được tìm thấy ở căn bếp. Thám tử Boni cũng tìm thấy các bằng chứng về những rắc rối tài chính, những tranh chấp giữa hai vợ chồng, việc Amy đã cố tìm mua súng và cả một hợp đồng bảo hiểm giá trị cao mà Nick đã mua cho vợ trước đó. Các báo cáo y tế và một cô bạn hàng xóm cũng tiết lộ rằng Amy đang mang thai, trong khi đó anh chồng Nick, người mà đúng ra phải là đồng tác giả của cái thai, lại một mực phủ nhận điều đó. Lần theo Nick, thám tử Rhonda phát hiện ra một trò chơi mà hai vợ chồng tổ chức hàng năm có tên gọi là truy tìm kho báu. Các manh mối dẫn viên thám tử đến với cuốn nhật ký của Amy, nơi hé lộ một câu chuyện hôn nhân tối tăm, một người chồng tồi tệ cũng như nỗi lo sợ bị giết của cô. Đến lúc này, tất cả những bằng chứng đều quay lưng lại với Nick. Không còn gì phải bàn cãi, một người chồng vũ phu, vô trách nhiệm đến mức không biết cả chuyện vợ mình đang mang thai. Những cuộc cãi vã, ẩu đả, một hợp đồng bảo hiểm còn chưa ráo mực và sự thờ ơ đến đáng nghi sau sự biến mất của Amy khiến truyền thông và tất cả những người xung quanh có lý do để tin rằng Nick chính là kẻ giết vợ. Dường như cảm thấy rằng khán giả chưa có đủ lý do để dồn Nick vào chân tường, biên kịch của bộ phim đã tung vào lá bài tẩy, một cô sinh viên trẻ đẹp đang ăn vụng Nick sau lưng Amy. Và khi mà người xem bắt đầu tin rằng họ đã tìm thấy sự thật, cũng là lúc mà đội ngũ biên kịch thả vào đó những âm mưu xoắn não. Amy hóa ra lại là một cô gái thích thao túng tâm lý người khác, hành động không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Những ai muốn từ chối, cố gắng thoát khỏi cô sẽ phải lãnh hậu quả. Tommy, một người bạn trai cũ đòi chia tay do không chịu được sự áp đặt của Amy, đã bị cô gài bẫy và vu khống tội hiếp dâm. Khi gặp Nick, cô nàng biến mình thành hình mẫu lý tưởng của anh. Nick cũng không phải dạng vừa, anh cũng là một người biết nắm bắt tâm lý và trở thành kiểu đàn ông thông minh, dí dỏm mà Amy thích. Cả hai cứ thế yêu nhau rồi cùng nắm tay nhau đến với nấm mồ của mọi cuộc tình, hôn nhân. Sau một thời gian chung sống, cả hai bắt đầu bộc lộ bản chất real của mình, tình cảm cũng không còn mặn nồng như xưa. Khi phát hiện ra Nick ngoại tình, Amy quyết định rằng anh ta sẽ phải chịu bản án tệ nhất. Cô đã sáng tác ra một cuốn nhật ký lâu năm với những lời kể sai sự thật về bạo lực gia đình và nỗi sợ hãi lớn dần của cô ấy đối với Nick. Cô kết thân với một người hàng xóm đang mang thai để kể những câu chuyện về tính vũ phu của Nick và còn lấy trộm nước tiểu của cô bạn để làm giả kết quả mang thai. Cô cũng gieo rắc những bằng chứng giết người của Nick vào trò chơi truy tìm kho báu. Ghê gớm hơn, Amy còn tự rút một lượng lớn máu của mình để ngụy tạo hiện trường ẩu đả trong căn bếp.
Cô tìm hiểu luật rất kỹ để chắc chắn rằng Nick sẽ bị tử hình. Và bệnh hoạn hơn, cô còn lên kế hoạch cho chính cái chết của mình sau đó. Tất cả đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng và chỉn chu. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Kẻ làm tổn thương người khác rồi cũng bị người khác làm tổn thương. Một cặp đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ở khu cắm trại mà Amy đang ẩn náu đã cướp sạch số tiền phòng thân của cô, khiến kế hoạch tưởng chừng perfect trở nên chậm nhịp. Không thể tự xoay sở, Amy gọi cho Desi Collins nói rằng cô đang trốn chạy khỏi Nick để được giúp đỡ. Desi là một anh chàng giàu có, vẫn luôn thầm yêu Amy dẫu trước kia đã từng bị cô đệ đơn cấm theo dõi. Desi giúp cô lánh nạn trong ngôi nhà ven hồ đầy đủ tiện nghi của mình. Về phần Nick, anh lặn lội đến thành phố New York và thuê Thunderbolt, một luật sư nổi tiếng với việc đại diện cho những người đàn ông bị cáo buộc giết vợ. Họ lên kế hoạch nhằm dụ Amy lộ diện. Nick tham gia một talk show tuyên bố rằng mình vô tội và xin lỗi vì đã trở thành một người chồng tệ bạc. Và thế là kẻ bị thao túng bỗng chốc lại trở thành kẻ thao túng, con rối bỗng chốc lại trở thành kẻ giằng dây. Amy động lòng trước tình cảm của Nick, cô đột nhiên muốn quay trở lại với người chồng yêu dấu và thêm một lần nữa, cô lại vẽ ra một kế hoạch khủng khiếp để hiện thực hóa mong muốn của mình. Cô lợi dụng camera giám sát trong nhà của Desi để dàn cảnh như thể là anh ta đã bắt cóc và cưỡng hiếp cô. Máu lạnh hơn, cô đã cắt cổ Desi bằng một con dao dọc giấy trong lúc ân ái, khiến anh ta hưởng dương thay vì hưởng thọ, rồi sau đó lái xe trở về, xuất hiện trước cửa nhà với cơ thể dính đầy máu và viết tiếp cơn ác mộng trong phần đời còn lại của Nick. Nick lúc này chỉ đành chấp nhận số phận bởi trước đó anh vừa lên TV tha thiết cầu xin người vợ trở về. Sau khi mọi chuyện dịu đi, Nick tiết lộ ý định ly hôn với Amy. Tuy nhiên, chúa tể âm mưu Amy tiết lộ rằng cô đã tự thụ tinh cho mình với số tinh trùng của Nick được lưu trữ trước đó tại một phòng khám sản và đã có thai. Nếu như cái kết của Gone Girl cho khán giả thấy được bi kịch của người chồng và có phần căm ghét người vợ, thì câu chuyện được nhiều khán giả cho là phiên bản đời thực lại là một thảm kịch tồi tệ của người vợ. Cô gái mất tích đã không bao giờ có thể quay về. Lacey Dennis Peterson, tên khai sinh là Lacey Rocha, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1975 tại California, Mỹ. Cô cùng với đứa con trong bụng là nạn nhân của một vụ án giết người rúng động mà kẻ thủ ác không ai khác lại chính là người chồng, người cha, Scott Peterson. Và dẫu tác giả Gillian Flynn hoàn toàn phủ nhận rằng bi kịch hôn nhân của Lacey và Scott Peterson không phải là hình mẫu hay phiên bản đời thực của Nick Dan và Amy, rất nhiều khán giả vẫn có lý do để tin vào đường ngược lại. Giữa năm 1994, Lacey và Scott gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà của Lacey. Khi ấy, Lacey đang theo học ngành trang trí vườn tại Đại học California. Scott, hơn cô 3 tuổi, là một tay golf cừ khôi đang học tại Đại học bang Arizona và làm thêm tại quán cà phê nơi hai người gặp mặt. Lacey đã chủ động đưa số điện thoại của mình cho Scott và sau đó, hai người đã bắt đầu những ngày tháng hẹn hò. Lacey thông báo với gia đình rằng cô đã tìm được người đàn ông của đời mình. Scott cũng tỏ ra rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh gác lại khát khao trở thành một golf thủ nổi tiếng để tập trung cho kinh doanh. Không khó hiểu khi mà anh cũng nhận được nhiều lời khen từ nhà vợ. Hơn 2 năm sau, họ kết hôn và chuyển đến sống ở Modesto, California. Tại đây, Lacey là một giáo viên dạy thay, còn Scott thì là một nhân viên kinh doanh cho một công ty phân bón. Đêm Giáng sinh năm 2002, Scott thông báo cho cảnh sát rằng Lacey đã mất tích. Khi đó, cô đã mang thai được 7 tháng rưỡi. Theo lời kể của Scott, hắn ta rời khỏi nhà từ sáng để đi câu cá ở bến thuyền Berkeley, cách nhà gần 150 km. Tại thời điểm đó, Lacey đang xem chương trình nấu ăn và chuẩn bị dắt chó đi dạo. Theo lời kể của vài người hàng xóm, họ đã trông thấy chú chó nhà Lacey chơi lang thang gần đó vào buổi trưa nên đã giúp đưa nó trở về nhà. Tuy nhiên, không có ai trông thấy Lacey. Scott trở về vào buổi chiều, anh không gặp vợ, trong khi chiếc xe và con chó thì vẫn ở nhà. Đoán rằng có lẽ vợ đã về nhà ngoại, anh ta đi tắm, sau đó ăn pizza và uống sữa. Mãi đến tối, thanh niên mới gọi về nhà ngoại để hỏi thăm vợ và nhận ra rằng cô ấy đã mất tích. Sau khi tin được báo cho cảnh sát, căn nhà đã được kiểm tra. Cửa chính và cửa sổ còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập.
Điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa của Lacey vẫn ở trong tủ quần áo, không giống như thể là cô có việc phải đi ra ngoài. Cảnh sát cũng không tìm được một dấu vân tay hoàn chỉnh nào, thậm chí ngay cả dấu bàn tay hay dấu chân cũng không có, cứ như thể là căn nhà đã được lau dọn rất kỹ. Sau này, trong một lần phỏng vấn với ABC News vào năm 2017, Modesto, một trong số hai thám tử phụ trách vụ mất tích của Lacey, đã nói rằng ông ta nghi ngờ Scott ngay từ ban đầu. Ông kể rằng Scott điềm tĩnh một cách lạ thường, không có vẻ gì suy sụp hay lo lắng trước sự mất tích của một người vợ đang mang thai của mình. Họ cũng phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý trong lời khai của Scott, dẫu nó khá là chặt chẽ. Scott khai rằng hôm đó hắn dự định đi chơi golf, tuy nhiên đã đổi ý thành đi câu do thời tiết xấu. Kỳ lạ là giấy phép câu cá lại được hắn ta mua trước đó tận mấy ngày, cứ như thể là hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoặc đơn giản hơn, hắn đã nói dối. Hơn nữa, Scott bỏ qua khá nhiều điểm câu gần nhà và chọn một vùng biển cách nhà hắn 144 cây số. Vấn đề là hắn ta sử dụng một cây cần loại chuyên câu cá hồ cho một chuyến câu biển, điều thường sẽ không xảy ra đối với một người cất công lội 144 cây số cho một chuyến đi câu. Người mẹ vợ ban đầu một mực bênh cậu con rể, giờ đây cũng bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ khi thấy anh ta có vẻ tránh né, thờ ơ trước sự mất tích của con gái bà. Scott thậm chí còn không thèm tham gia buổi cầu nguyện cho Lacey và Connor, đứa con sắp chào đời của họ. 2 tuần sau khi Lacey mất tích, Scott bắt đầu bán xe của vợ, bán ngôi nhà đứng tên hai vợ chồng và liên hệ luật sư nhờ tư vấn một số vấn đề. Sự nghi ngờ của các nhà điều tra về Scott ngày càng lớn khi họ biết rằng trước khi vợ mất tích, Scott đã ngoại tình với một nhân viên massage tên là Amber Frey ở Madeira. Cây kim lòi ra khỏi bọc khi mà mẹ đơn thân này gọi điện cho cảnh sát. Cô kể rằng họ quen nhau vào tháng 11 năm 2002 và Scott đã nói dối rằng hắn đang độc thân. Sau đó, tên này sửa bio thành đã có vợ nhưng vợ đã chết. Khi vụ mất tích của Lacey trở nên nổi tiếng, bà mẹ đơn thân mới cảm thấy ú à và quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của gã trai đểu. Giống như trong phim, những cuộc tìm kiếm quy mô lớn lên tới hàng nghìn người đã được tổ chức. Gia đình Lacey thậm chí còn đưa ra các phần thưởng với hy vọng sớm tìm được con gái. Ban đầu là 25.000 đô, sau đó tăng lên thành 250.000 đô và cuối cùng là 500.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào có thể giúp đưa Lacey trở về an toàn. Trên thực tế, những ai đã xem Gone Girl có thể dễ dàng nhận ra những điểm tương đồng giữa Nick và Scott, giữa bộ phim và câu chuyện thật của Lacey Peterson. Trước khi sự việc vỡ lở, cả hai ông chồng đều xuất hiện trong vỏ bọc của sự mẫu mực, tuyệt vời, nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của gia đình vợ. Và không biết có phải là một sự sắp đặt đầy ẩn ý hay không khi mà nhân vật Nick Dunn do Ben Affleck thủ vai và tên sát nhân Scott Peterson sở hữu hai giọng diễn khá là tương đồng. Kế đó, khi người vợ mất tích, cả Nick lẫn Scott đều thể hiện rõ sự vô tâm, thờ ơ đến lạ lùng đối với người bạn đời đầu gối tay ấp. Cả hai đều tự thu hút mọi sự chú ý và nghi ngờ về phía mình bằng những cư xử kỳ lạ, những hành tung bí ẩn và những phi vụ gian gian diêu diếu mập mờ được lật tẩy bởi chính người thứ ba. Về phần các nạn nhân, cả hai cô gái đều được mua các bảo hiểm nhân thọ giá trị không lâu trước khi mất tích. Những cuộc tìm kiếm quy mô lớn thu hút sự chú ý của truyền thông đã được tổ chức cả trong phim lẫn ngoài đời. Trở lại với câu chuyện thực của cô gái mất tích, vào ngày 13 tháng 4 năm 2003, 3 tháng rưỡi sau ngày Lacey biến mất, một cặp vợ chồng trong lúc dắt chó đi dạo ở vịnh San Francisco đã phát hiện ra thi thể một thai nhi sắp sinh còn nguyên dây rốn trong một đầm lầy tại công viên phía Bắc Berkeley. Thông tin mật được hãng tin AP tiết lộ rằng bé trai này bị quấn tận 15 vòng băng dính ni lông quanh cổ và trên người có vết cắt. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một thi thể một người phụ nữ bị mất đầu và tứ chi dạt vào bãi đá phía đầm của vịnh, cách nơi tìm thấy bé trai một dặm. Xác chết đã phân hủy đến mức không thể nhận ra, tuy nhiên kết quả giám định DNA đã xác nhận đó chính xác là Lacey và Connor. Cảnh sát tìm đến Scott khi hắn đã cao chạy xa bay. Ngày 18 tháng 4, họ tóm được hắn gần biên giới Mexico với mái tóc nâu sẫm đã được nhuộm vàng hoe. Trên chiếc xe mà Scott dùng để bỏ trốn, cảnh sát tìm thấy 15.000 đô la tiền mặt, 12 viên Viagra, một số dụng cụ sinh tồn,
trang bị cắm trại, vài bộ quần áo, 4 chiếc điện thoại và 2 bằng lái xe. Sau các phiên xét xử, ngày 12 tháng 1 năm 2004, Scott Peterson bị kết tội giết người cấp độ 1 vì cái chết của vợ mình và tội giết người cấp độ 2 vì cái chết của Connor. Thẩm phán Alfred A. DeLucchi kết án tử hình Scott dù hắn ta nhất quyết không nhận tội. Được biết, thẩm phán DeLucchi là một người nổi tiếng công tâm. Ông nhận định rằng tội ác mà Scott Peterson gây ra là quá tàn nhẫn, vô nhân đạo và mất hết nhân tính. Trong phiên xét xử, ông đã thẳng tay bãi nhiệm các bồi thẩm viên phản đối án tử hình dành cho Scott. Tuy nhiên, ông trời lại chưa cho Scott chết. Tại California, khung thời gian kháng cáo cho án tử hình kéo dài 5 năm, nghĩa là bản án của Scott phải đợi tới năm 2009 thì mới có thể thực thi. Có một thực tế là California đã không thể xử tử bất cứ tù nhân nào kể từ năm 2006 do các vướng mắc về mặt pháp lý. Tháng 3 năm 2019, Thống đốc bang California Gavin Newsom ban hành lệnh tạm hoãn thi hành án đối với tất cả 737 tử tù tại tiểu bang trong suốt nhiệm kỳ của ông, và đó dĩ nhiên bao gồm cả Peterson. Vậy nghĩa là Scott đã được cứu ư? Chưa chắc. Lệnh tạm hoãn sẽ có hiệu lực trong thời gian tại chức của Thống đốc, nghĩa là nó sẽ hết hiệu lực vào năm 2027, khi Newsom kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Sau đó, Scott sẽ bị tiêm thuốc độc. Và ông bà Scott quả thực đã có một pha gánh sụn lưng. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Tòa án Tối cao California đã hủy bỏ án tử của Scott Peterson với lý do hành động bãi nhiệm các bồi thẩm viên phản đối án tử hình của thẩm phán DeLucchi được cho là thiếu công tâm. Sau cùng, tên sát nhân độc ác chỉ chịu án tù chung thân không ân xá. Rốt cuộc, công lý đã được thực thi. Anh chị em nghĩ gì về bản án này? Nhớ để lại ý kiến bằng cách bình luận bên dưới nha. Nếu như anh chị em thích những câu chuyện bánh cuốn như thế này, nhớ đăng ký VFacts và bấm chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.